thật, sự bất tín và bất tin. Cái cộng đồng này 42 năm rồi vẫn cứ tiếp tục lừa dối, mà có nhiều người hỏi tôi một câu hỏi mà tôi không thể nào trả lời được. Chú Hùng, tại sao những người hải ngoại ngu vậy, cứ để cho tụi nó lừa một lần thôi chứ là sao lừa suốt 42 năm? Biết trả lời sao bây giờ? Tôi có đẻ ra họ đâu mà tôi biết. Chó dại có mùa mà người dại thì quanh năm. Albert Einstein đã nói rồi, không thể chống lại, cãi nhau lại nếu mới bọn ngu, là bởi vì chúng nó quá đông. Nó sẽ dùng những cái kinh nghiệm ngu của nó để mà nó kéo mình xuống. Mình không thể nói ngu được như nó, mình thua. Đó là lý do tại sao tôi không muốn tranh cãi bất cứ với lại những người nào, kể cả những lời vu khống thôi. Tôi về đây tôi cũng bị vu khống vậy, nhưng mình không có thì giờ. Khi người kia nói tôi là cái thằng ngu, thì dù ngu hay không ngu thì tôi vẫn là tốt. Đâu phải vì nó nói mình ngu mình quay lại mày ngu. Đúng như là ngày xưa Cao Bá Quát nói, bên này nói chó bên kia nói chó, thần thấy thần tẩu, hai bên bên nào cũng chửi nhau là chó. Có một cái hình hí họa này, con chó nó hỏi tại sao người ta chửi nhau cứ mang mình ra mà nói ngu như chó. Ngày hôm qua tôi nói chuyện với anh Xuyên, chủ nhân của Little Sài Gòn Hotel. Nếu mà người Việt Nam mà ở hải ngoại biết khôn ngoan, và nếu mà nhà nước Việt Nam á chịu nhún nhường đi một chút xíu, thay vì đó ngủ quên chiến chiến thắng, mãi sau này cái nghị quyết 36 mới ra đời. Và cái nghị quyết 36 ra đời cũng không có một cái biện pháp chế tài nào để mà cái biện pháp để phổ biến cái nghị quyết 36. Ở bên hải ngoại nó nói nghị quyết 36 là để móc túi ở hải ngoại. Quý vị giàu lắm à, có tiền không mà đi làm móc túi. Cái móc túi là đồng Việt Tân nó móc túi không nói. Thì bây giờ trả lại cái vấn đề đó là, nếu mà tôi nói hợp tác với nhà nước Việt Nam, chúng ta quên hết tất cả quá khứ, và chúng tôi là đầu cầu tại bên nước Mỹ. Quý vị có tiền, quý vị có thế, và quý vị có một cái tư cách là đại chính thức nhà nước Việt Nam. Chúng tôi những người Việt hải ngoại, vì vấn đề ngày 30 tháng 4 năm 75, hoàn cảnh chúng tôi ra đây, nhưng ngày hôm nay chúng ta quên hết đi. Chúng ta hợp tác với nhau, tôi mở một công ty ở bên Mỹ, quý vị bỏ vốn vào, chúng ta làm việc, có phải hai bên có lợi không? Ở bên Mỹ thà hồ, từ trên đầu xuống dưới toàn là dân Việt Nam Cộng Hòa hết, có lương có lậu hết. Ông tổng giám đốc lương khác, mà ông nhân viên khác, ông lái xe, mỗi một người một công việc, ai cũng có công ăn việc làm. Ở bên này nhà nước đại diện họp nhau, ngồi nhau nói chuyện, ấy đây nhu cầu trong nước chúng tôi cần này, các bạn chúng tôi đặt hàng như vậy, thế trong vòng một sự hợp tác. Mà lúc đó thế giới người ta nghĩ rằng, người ta nhìn vào Việt Nam này, cái sự rút lui của người Mỹ rất là đúng, đã tạo cho một cái sự mà gọi là đoàn kết và thống nhất của đất nước. Đâu phải mất công cho tôi bây giờ phải đi về đây để làm những công tác như này, là chửi tôi là đồ liếm đít Việt Cộng. Ngu ngu truyền thống, không nhìn thấy cái sự kiện ấy.
Lúc đó mình đâu làm phải đi làm cu li cho Mỹ hay là mình đâu phải mất công đi biểu tình. Người ta là nguyên thủ quốc gia, người cái cờ người ta là cờ đỏ sao vàng, người ta tới tự nhiên mang cờ vàng ba chọc đỏ ra đứng phất 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 chửi 1.000 câu down with communist, down with communist, down with communist, cho tới một ngày lỡ miệng cái Việt Nam cộng sản muôn năm. Ê, dù bây giờ quý vị có gọi Việt Nam cộng sản muôn năm thì họ vẫn có là Việt Nam cộng sản từ xưa đến nay. Mà nói thật với các bạn về trong này đấy, không có một cái mùi nào cộng sản hết. Cái hình mà Đào Ngọc Thạch mới đưa lên quý vị nhìn thấy đó, ở trung tâm Vincom, đường xá rất là sạch sẽ, môi trường thoáng, đâu phải đi vào trong cái chỗ khu chợ ABC thu loạn này. Con cháu tôi nó đi vào trong cái chỗ chợ cá chợ thịt nó phải bị mũi. Đi bây giờ đi vào siêu thị ở Việt Nam này rất là sạch, trừ những cái chợ mà như chợ An Đông hay là chợ Thái Bình hay là kia thì cái chợ đó thì nó mình không thể so sánh. Đấy. À, tôi cảnh cáo luôn đó. Bắt đầu ở Việt Nam có những thuốc giả của làm từ Costco và Kirkland ở bên Mỹ, họ đã phát hiện rồi. Họ đã nói cho biết là có một những số sản phẩm của Kirkland với lại Costco, tức là in nhãn giống như vậy, bán ở Việt Nam. Quý vị phải đi những cái người mà có uy tín để làm cái chuyện đó. Những thuốc quý vị có lừa đồng bào bằng cái gì đi nữa thì cũng đừng nên mà lừa bằng thuốc, cái đó tội lắm. Người ta uống một viên thuốc giả, người ta đinh ninh là thuốc thật, rốt cuộc không chữa được bệnh gì và tiêu tan được cuộc đời đi đò. Đó là tôi nói chuyện với lại Xuyên, chủ nhân của Little Sài Gòn Hotel. Tại sao 42 năm nó đáng nghĩa bây giờ ở Việt Nam, ở bên Mỹ nhiều người là triệu phú rồi. Hiện tại bây giờ có rất nhiều người triệu phú là tại vì muốn bán ở bên Việt Nam. Mà tôi biết là hiện tại có nhiều người bây giờ đi Việt Nam rất là thường xuyên nhưng mà thời gian đi rất ngắn. Và tôi đã từng được mời như vậy nhưng mà tại vì tôi không thích buôn bán, không thích làm thương mại. Đi chỉ có 5 ngày đến 7 ngày thôi. Vừa đi vừa về mất 2 ngày. 2 ngày đi 2 ngày về là coi như là 4 ngày. Còn 3 ngày trao thuốc lấy tiền mang về. Mà bây giờ thì quý vị không cần đi nữa. Quý vị gửi hàng có $2 một nửa ký. Mà nếu gửi nhiều $10 đó, à 10 ký đó, thì cái giá tiền nó nhẹ đi. Có nó đâu bao nhiêu nó so sánh với tiền. Tại sao mình không hợp tác mình làm những cái chuyện như vậy? À, cấm người ta là đi buôn bán ở Việt Nam. Người ta đi buôn bán ở Việt Nam thì Việt Cộng nó có chụp đổ không? Không. Thế tại sao cấm? Cái người mà ở bên Mỹ gửi đồ về người ta cũng có tiền. Người trong nước này cũng có kinh tế. Và đất nước phát triển. Yêu nước là mình muốn cái đất nước mình phải phát triển, chứ không phải yêu nước là lúc nào muốn là Trung Quốc nó đánh mình. Một anh khổng lồ đứng cạnh bên mình thì lúc nào mình cũng phải thủ. Nếu cần đánh ấy, thì mình bắt buộc phải đánh thôi. Nhưng mà ngu sao mà đánh ấy? Dân chúng thiệt hại, nhà cửa tan nát, thắng thua chưa biết. Nhưng mà thấy thiệt hại chứ. Hôm qua tôi nghe kể chuyện là anh chị Lê Thị Bút, ông chồng là một bộ đội, quân đội nhân dân của sư đoàn 9, của công trường 9. Anh đánh ở Tây Ninh, anh đánh ở công trường 9 miền Đông. Chị nói rằng cái lúc mà bom nó thả vào sang Thanh Hóa này, báo động lên,
đúng lúc mà mặt trời mưa lụt, nước nó ngập lên cái ngực thế này. Quý vị muốn như vậy phải không? Muốn dân chúng mình khổ như vậy không? Khốn nạn thì muốn đất nước mình bị nghĩa là tàn phá này. Cẩm Bình đi qua bên Mỹ, không có một người Trung Hoa quốc gia nào mà họ đi biểu tình để chống hết. Thằng Trung mà cầm cái lá cờ Tây Tạng phất phất qua phất lại đấy để giả làm người Tây Tạng đó, đó là thằng Trung. Nó làm trong thành phố Westminster, được đề cử vào làm ủy viên kế hoạch, ra ngoài thì xưng là kỹ sư. Việt Nam rõ ràng cầm cái lá cờ của Tây Tạng phất để giả làm là Tây Tạng để chúng tập Cẩm Bình, toàn là những cái hàng giả không. Tao nói mày như vậy đó Trung, đừng có làm những cái trò mèo mà đông. Ở trên Florida như vậy, biểu tình chống tập Cẩm Bình mà đứng cạnh cái cờ Trung Quốc, rốt cục bây giờ đây mấy người ở bên nó báo cho tôi biết luôn, mấy ông cầm cờ Trung Quốc là phe mình hết á, người Việt Nam mình hết á, làm bộ đó đấy, toàn là buôn hàng giả bán hàng thô không. Người Trung Hoa họ mở trường tư ở trên Los Angeles, học sinh đi vào trong đó nó học, không cần phân biệt đó là người Trung Cộng hay là Trung Quốc hay là Đài Loan hay cái gì hết, cứ người Tàu vào là học rồi. Đặng Triều Minh nói rồi, mèo trắng mèo đen cũng là mèo. Tại sao mình không biết nói như vậy, người Việt trong nước và người Việt hải ngoại cũng là người Việt. Người Trung Hoa họ ở bên Los Angeles, trường Tàu của họ, họ học chung với nhau và họ dùng cái tiếng Trung Hoa phổ thông và tiếng Mỹ họ dạy. Họ mở trường tư đấy, mình làm nổi không? Làm không nổi như Đại Đức Chí còn tới trường học, tôi cấm không được dạy học bằng sách phát hành ở Việt Nam. Tới lúc đó bà hiệu trưởng bà hỏi lại, thế không dạy tiếng Việt Nam mà những em ở bên Việt Nam mới qua đây họ không có biết tiếng Mỹ, thế rồi các em đó là chúng tôi sợ mai một cái văn hóa Việt Nam chúng tôi có những lớp học, tại vì Mỹ nó cho nên là các bạn có quyền học tiếng Pháp, học tiếng Đức, học tiếng Nhật, thì bây giờ các em học tiếng Việt Nam thì càng tốt thôi. Người Việt Nam đi vào trường đại học UCLA để xin học tiếng Việt Nam, trường nó không nhận. Mày là Việt Nam, mày không cần phải học tiếng Việt Nam, đấy khổ đấy. Mà trong khi thật sự nó không, những cái lớp trẻ nó lớn lên nó đâu có nói được. Thằng con tôi nó được mướn là tại vì nó là người Việt Nam, nó làm trong cái sở tiêu hóa, nó làm trong cái cơ quan của an ninh. Người ta cũng cần có những người Việt Nam, và trong những trường hợp mà có những cần phải thông tin viên người ta gọi nó tới một giờ $100 ngoài giờ làm việc. Người ta hỏi là ông Tạ Đức Chí, bây giờ tôi không dạy cái quyển sách này thì ông có quyển sách nào để thay thế không? Đứng chờ mà đây nghẹn này cũng học, thị trường ngu như con bò ấy, xin lỗi con bò, mình không thể nói ngu như bò được, không biết ngu gì vậy. Tại vì bò, sữa bò mình uống không à, sữa bò tốt lắm, bổ lắm rồi, không thể nói là ngu như bò được. Đi tới người ta hỏi là ok, cứ giờ tôi đồng ý, nếu mà tôi không dùng những cuốn sách ở Việt Nam đưa qua thì bây giờ các ông có cuốn sách này thay thế không? Cứng học thị trường mà cái trường mà Bosa Grande High School đó, nó là trường của Garden Grove, mình là cái thành phố Westminster chạy qua bên đó. Cũng bây giờ ông quận trưởng quận 1 ấy chạy qua nói quận trưởng quận 2 là anh không được làm này, đâu có được,
Đâu có phải là mình là thị trưởng của Westminster, mình có quyền rồi mấy ông bà giám sát viên nhà là nhà Andrew Đỗ rồi thượng nghị sĩ Daniel Nguyễn, mình chỉ là cái đơn vị 34 của cái tiểu bang California, thượng nghị sĩ tiểu bang California viết viết thơ lên trên quốc hội Mỹ cái này rồi cái này, rồi vào trong nghị trường người ta nó bị người ta nó lôi sành sạch chặt nách dẫn ra ngoài, nhục lắm. Không biết cái nhiệm vụ mình là cái gì hết, đòi làm thượng nghị sĩ. Tôi chỉ mong rằng tất cả người đồng bào hải ngoại, các bạn cố gắng hiểu lời của ông Tổng thống Donald Trump. Tôi đặt quyền lợi của nước Mỹ lên hàng đầu. Các bạn trong phòng này cũng đặt quyền lợi của quốc gia của các bạn lên hàng đầu. 21 đại diện của các nước người ta họp nhau. Người ta nói chuyện về kinh tế, làm sao để phát triển kinh tế song song tất cả mọi nước và có lợi cho tất cả mọi người. Đồng tiền mà cất tại trong nhà băng, nó đóng băng ở trong nhà băng. Nhưng mà đồng tiền nó được luôn lưu ra ngoài, một cái đồng bạc các bạn xài, các bạn tiêu xài, các bạn có thể nuôi được 10 người khác. Tại vì khi bạn trả tiền cho một cô bán hàng, thì cái người chủ của cái tiệm đó người ta được một phần nào trong cái một cái số tiền đó. Thì người chủ họ mới lấy tiền đó, họ trả tiền lương cho cô nhân viên bán hàng. Cô nhân viên bán hàng nó lại dùng cái tiền đó để đi mua cái loại hàng khác, để trả tiền điện, tiền nước, chẳng hạn tiền xăng. Thì cái như vậy nó cứ luân lưu. Và đồng tiền có luân lưu như vậy cũng giống như dòng nước, nếu nó không chảy nó là cái ao tù, nó cứ hoắt à. Còn nếu nó chảy thì nó sẽ luân lưu được. Thì kinh tế nó như vậy, tự nhiên đi viết thơ lên yêu cầu là phải đặt cái vấn đề nhân quyền lên hàng đầu trong cái đại hội APEC. Người ta nó đoàn về kinh tế của quốc gia người ta này mà tại sao tới đây đặt vấn đề nhân quyền? Ông Donald Trump không nói một tiếng nào về nhân quyền. Ông đã nói rồi, hồi ông đắc cử người ta phỏng vấn ông á, ông nghĩ sao về nhân quyền tại Việt Nam? Trả lời ngay, Hoa Kỳ không thể mang cái xã hội Hoa Kỳ để áp đặt vào bất cứ quốc gia nào trên thế giới. Một cái câu nói rất là giản dị nhưng mà nó sâu xa. Mình phải hiểu rằng á, mình không phải làm cha thế nào. Nước không ai phủ nhận là nước Mỹ giàu nhất thế giới, văn minh nhất thế giới, tiến bộ nhất thế giới, vũ khí tối tân nhất thế giới. Nhưng mà không phải vì cái đó là mình đi đàn áp nước khác. Ít nhất ông Trump có 3 cơ hội nói chuyện với Việt Nam. Có phải là ông đã nói chuyện về nhân quyền hay không? Không. Nhân quyền là một cái thứ xa xỉ phẩm mà những người chống cộng cực đoan dùng để mà gây rối loạn, gây mất trật tự, mất ổn định tại Việt Nam. Chứ không phải là cái nhân quyền là một cái vũ khí để mà giải thể được cái đảng Cộng sản này Việt Nam. Tôi nói thẳng, tôi nói như vậy không biết quý vị có hiểu không?